Ngày 26 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023, đánh giá tình hình kết quả triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn. Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Lê Minh Thơ, Phó trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội PC06, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố đã hoạt động ổn định. Việc triển khai thực hiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuy nhiên, việc thực hiện đề án 06 còn gặp khó về cơ sở dữ liệu, kết nối đồng bộ các hệ thống và gặp vướng mắc về các quy định. Để thực hiện hiệu quả đề án 06 trong giai đoạn tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh các đơn vị địa phương cần chủ động tập trung hoàn thành tốt công việc, không ngừng cải thiện để việc thực hiện đề án 06 đạt kết quả cao nhất.